Qua nhiều năm thì đây là một cái cồn nó nổi lên, thành thử rất là dễ trồng rau củ và đặc biệt là lên vườn hay là trồng ớt, đặc biệt là cái xứ Thanh Bình thì nó rất là nhiều ớt luôn cô bác anh chị. Đến đây thay mặt cho chị Hà ở Ba Vì Hà Nội ra tặng cái cuộn gãy này, thứ nhất là để quay cái cảnh Út Nhất đi làm, để tìm hiểu thêm cái cuộc sống của những cái người làm nông làm thuê làm mướn á. Thứ hai là thay mặt cho chị Thu Hà Ba Vì Hà Nội, chị thì đang bị bệnh nan y, đang nằm ở bệnh viện, nhưng mà xem được cái livestream buổi của Bùi Hồ ngày hôm qua thì chị rất là xúc động và chỉ muốn chia sẻ sang sớt những cái yêu thương của chị dành cho tất cả các cô ở đây. Thì chị sẽ tặng hết những cái phần quà này cho những người mà làm chung với ông Nhất. Thì chị nói nhắn Giá cái miếng vải trên nè. Trời ơi, cái nón này lâu chưa bà Sáu, bà Bảy gì? Bà Hai, bà Ba gì? Chắc cũng chắc cả 2 năm rồi. 2 năm rồi. Nón cũng 25 ngàn. Làm mướn xuyên suốt nhưng mà không có tiền mua nón mới sao? Nón thì người ta cho cái có tiền cái mình mua. Nhiêu? 25 ngàn. Mà 2 năm rồi. 25 rồi. Trời ơi, người ta bán người ta có bảo hành không? Sao mình để cho nó giá vậy? Cái nón này bị mình để cho tốt quá rồi mình để mình đội đi chơi. Mà cũ mình mới bỏ đi mần. Có bà Sáu. Nó bây giờ nó thấm nước hết rồi, nó không có được bao bọc mủ. Ở trên này bà Sáu nó thấy nó lủng ở dưới này nè. May lại. Nó lủng rồi nó mới vô nước à. Cho luôn nghe, cho nó luôn nghe. Không à, không à, không cho à. Cho mượn. Không cho mượn nha. Thôi giờ trả nè. Thấy gửi cho bà Sáu. Con giỡn với bà Sáu, bà Sáu có buồn không? Không, không buồn đâu. Này hái được mấy ngày? Mà bà Sáu đậu cho nó mượn với cái áo. Hái được 2 ngày. 2 ngày, bữa nay mua. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trên một cái đám gãy. Và nơi đây thì cũng cặp cái một cái con sông Tiền nữa cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn ra thăm lại Út Nhất, xem coi cái công việc làm hiện tại của Út Nhất đó là làm những cái cây cải sau khi mà nó bị hư, bị héo úa và mặt hàng người ta không mua cô bác quý anh chị. Thì chủ đất người ta mới thuê Út Nhất để chấp những cái cây cải này bỏ. Và ngày hôm nay thay mặt cho chị Hà ở Ba Vì Hà Nội á, sẽ gửi những cái phần quà rất là thiết thực và ý nghĩa cho những người bạn, những người mà còn tâm, những người mà từng làm chung với Út Nhất ha. Mời cô bác anh chị cùng qua bên đây tìm hiểu một chút về cái công việc của Út Nhất trong các chị ha. Chào cô. Dạ. Ở đây Út Nhất, ở đây hôm nay thì làm chỉ có là 3 người thôi. Chỗ này thì ít nên thành thử làm ít người ha. Tí xíu nữa thì tâm sự với các cô sau, còn bây giờ thì sẽ tâm sự với ông Nhất hay cô bác anh chị. Chào ông Nhất ha. Sáng nay mấy giờ mình đi làm? 6 giờ sáng Nhất đi rồi đó. Vậy hả? Rồi ông Nhất ăn gì? Ông Nhất đó hả? Hồi sáng mua bún riêu. Mua bún riêu đó. Ăn. Nhiều, tô bún riêu nhiêu? 15 ngàn. Rồi ba ở nhà. Cha ở nhà thì dắt sáng ông chạy đi ông đi ăn rồi đó. Cha muốn ăn gì ta chạy đi cha. Ông đi ăn rồi, dắt này là ông về rồi đó. 6 giờ làm rồi. 6 giờ đi rồi đó. Tranh thủ là 10 giờ cái mình về đó. Là 4 tiếng là được 70 ngàn. 70 ngàn. Cải này là cải người ta bỏ đúng không Nhất? Cái này cũng như là nó rẻ quá, cái điện cái lái cái nó không mua đó. Cái ghế cái nó lâu ngày nó bị quỷ, úa. Nó thúi. Cải này là cải người ta làm dưa cải đúng không? Người ta làm dưa cải nè. Cái giờ cái rẻ quá, cái giờ điện cái lái nó không mua. Nghe nói bán 1 ngàn một ký người ta vẫn không mua hả? 1 ngàn ký mà người ta không mua đó, rồi chủ nó xịt bỏ. Người ta mướn mình chích cho nó sạch đất đó, là người ta xáo là người ta xuống giống lại. Không biết là khi mà mình làm cái công việc này ổn nhất thì chủ ngày nào trả tiền ngày đó hay sao? Có khi bữa với hai cái người ta kêu mình lấy. Có khi người ta trả tiền liền cho mình cũng không chừng. Nhưng làm cải này hôm nay trả tiền liền không? Không, cũng như là cái ông anh này thì lắm lúc ngày nào ấy, có khi ông trả, có khi là mơ cái ông đem là ông đưa. Ba người ta là thấy hết gần 450 rồi hả? Người 150, ba người 450 rồi. Không có, này buổi ba người có 201 à. Dạ, làm buổi là xong hả chị? Buổi rồi. Dạ, một buổi là xong rồi. Mà làm gì cũng vừa bỏ mà phải tốn thêm tiền đúng không Nhất? Cũng như là người ta lỗ dữ lắm cơ. Không để giờ ta bỏ đất nó giờ hàng thì người ta xấu cái nó nhiễm khuẩn đó. Rồi cái người ta mướn mình chết cho nó sạch đất. Ở miền Tây á, thì được cái là ruộng đất thì phải nhiều, dễ trồng nông sản lắm.
Tại vì đất ở trên cái khu vực của ông Nhất đang ở là đây là một cái vùng đất phù sa, vùng đất bồi lắng của cái con sông, của dòng chảy của cái con sông Tiền đó cô bác anh chị. Thành nữ là qua nhiều năm thì cái đây là cái một cái cồn nó nổi lên, thành nữ rất là dễ trồng rau củ và đặc biệt là lên vườn hay là trồng ớt, đặc biệt là cái xứ Thanh Bình thì nó rất là nhiều ớt luôn cô bác anh chị. Thì người ta dễ trồng nhưng mà khó khăn nhất là cái đầu ra. Đầu ra không có thì có nghĩa là bạn hàng người ta không mua nữa. Nên là nữ là làm cũng lỗ hoài à, chứ không phải là làm là lời không Nhất ha. Ừ, cũng lỗ hoài. Lỗ nhiều hơn lời, có đất không phải là sướng đâu. Bỏ hoài. Đó, đất bây giờ canh tác cũng khá là khó khăn luôn. Bữa nay chỉ làm một buổi thôi không Nhất ha. Ừ, bữa nay tại vì ít đó, người ta kêu có 3 người cho mình ngừ được 1 buổi. Cái nguyên một cái nhóm của mình làm là bao nhiêu người? Cái nhóm của Nhất mười mấy người là. Bẻ ớt là tám mười mấy người là. Mười mấy? 12 người. Bẻ ớt ở dưới mấy người? Ở dưới hiện giờ là 8 người, 9 người. À là nguyên cái nhóm đi làm chung vô Nhất hàng ngày hả? Ờ là cũng như mình trẻ ra đặng chia ra mặn đó. Ờ. Cho người được buổi vậy đó. Đúng rồi, ở dưới cũng người được buổi luôn hả? Ờ ở dưới cũng người được buổi vậy đó. À. Như chia ra mặn, chia sớt nhau mặn đó. À. Cái cây chét này bén lắm. Nó mừng lắm Nhất. Ờ cái chét nó bén lắm cơ. À, cây chét. Chích cho nó nhẹ cho đừng có phòng tay đó. Đúng rồi. Cái cây chét này là đồ nghề cốt Nhất á. À. 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 Này mới giờ lụm lên không Nhất? Rồi cái việc gom cái, sao? Mình lụm vô cái để đóng đó. Còn rồi. Cái việc gom sao? Hả? Gom thì hả là chủ người ta mướn mình hốt đó. Để mình lấy cái bao mình hốt ra. Mướn là tiền riêng hay sao? Mướn thì mình tính tiền riêng. Ừ. Hốt ra bao là bao nhiêu tiền? Hốt ra như nặng đó, ta trả cho mình 80. À. Vậy là sau khi làm xong là tí xíu nữa là mình hốt luôn. Không, người ta mướn thì nếu mà anh ta mướn thì mình làm luôn. À. Còn hả anh ta nói thôi để đó thì người ta làm nhà thì mình khỏi làm. Ừ. Chắc là người ta sẽ làm nhà đó. Ừ, người ta làm cái nào làm được ta làm cho đỡ tốn tiền nữa. Đúng rồi, tiết kiệm. Ừ. Chứ mướn quá cái người ta cái mướn mới đó. Nó nhiều tiền lắm. Ừ, cái nhiều tiền cái người ta lỗ. À. Thấy cũng tội nghiệp người ta. Bởi vì cái nào thì họ cảm thấy không làm được thì không làm, còn chủ làm được thì làm, không được mướn thì mình làm ra. Ừ. Mướn thì mình đem ra ngoài rồi xong ngoài mình đổ. Ừ. Ở ông Nhất rất là giỏi, không chỉ là hái ớt, không chỉ là làm hành mà ngay cả làm chích cải hay làm cỏ gì ông Nhất cũng làm hết. Cầm chét cái quen không Nhất hả? Ừ, nó quen rồi, mấy chục năm mà làm mà cũng như mình bằng mướn hoài đó. Ờ. Rồi mình làm cái gì cũng quen. Thì cũng như mình sắm đồ nghề đủ đồ đó. Được, ở nhà được mấy cái chiếc? Ông biết là thủ ở nhà hai cái như cái này hư á. Thì ông biết lấy cái chiếc khác ra mà. Cái chiếc chị làm mua bao nhiêu tiền? Cái chiếc này có 40,000 mà. Ừ. Mình xài lâu lắm. Lâu lắm hả? Ờ, lâu lắm nó hư. Lâu mà hả mòn. Đó là bằng thép không Nhất? Ờ, mình mua người ta đặt đó. Ờ. Cái nào mình mua hai cái như nè. Ờ. Cái gì nào hả mòn quá, cái đầu cái mình bỏ, cái đầu mình lấy cái kia ra mà. Ừ. Thôi đi lại đằng kia đi. Hôm nay là ông Nhất làm chung với lại chị Sáu hả? Ờ, là chị Sáu. Chị Sáu với chị kia. Bà chị Bảy. Chị Sáu, chị Bảy. Chị dâu với lại chị ruột hả? Ừ. Chị Sáu mà ông Nhất nhắc hoài hả? Ừ. Là hiện nay là mẹ của ông Nhất là đang ở nhà chị Sáu đó hả? Ừ, là cũng làm mướn luôn hả chị Sáu? Đi làm mướn thôi mà. Làm mướn sống thôi. Ừ. Nhưng mà ông Nhất thì nuôi mẹ, tại vì ông Nhất có một mình, chị Sáu có gia đình riêng tư rồi. Chích cho nó sạch luôn hả chị Sáu? Dạ. Anh Sáu làm cái công việc gì? Anh cũng đi bè hái ớt đắt đầu dưới đó. Hái ớt luôn hả? Hái ớt. Trời ơi. Là coi như là gia đình của ông Nhất là toàn là làm thì nguyên gia đình là, rồi. Làm mướn, làm thuê, làm mướn hết á. Nhầm lúc ở không thì cũng đi nhổ chó đẻ, cây này nè. À, cây chó đẻ này, cây này là trị bệnh mắc gan nè. Ừ, chó đẻ cỏ mập. Ừ. Cái này là người ta mướn mình nhổ để người ta làm thuốc đúng không? Mình đi nhổ rồi mình chặt mình thư mình bán á. Ờ, bán cho ai? Ờ, bán cho chủ, có chủ người ta mua cái này nè. À, cây này là cây chó đẻ. Cây chó đẻ. Cây chó đẻ này thì mấy cái con vật như con bò đồ á, đến cái thời kỳ mà nó mang thai á là nó ăn không được, ăn nó sẽ bị hư thai. Nhưng mà đối với những người á mà người ta có cái vấn đề về gan á thì người ta sẽ uống cái cây này. Ừ. Mà uống ít thôi, uống nhiều nó cũng gây ra độc nữa. Có cây có mật nữa. Có cỏ mực thì trị nhiều có... nhiều bệnh hơn. Nhưng mà đất này cây chó đẻ nhiều ghê á.
Ờ, nhìn ba chị hồi sớm là có bị bắt mưa không? Đó, mưa cái dại là đằng đó nó đục. Dạ. Đục rồi cái bớt mưa cái nó dại lên màn nữa. Đục, đục mưa. Lần nào đi làm cũng bớt mưa hết đó. Bị cỡ này mùa mưa nè. Nhưng mà không ra nhà không nhất làm là không có bị bắt mưa, xong thì mới mưa. Xong rồi mới mưa. Hên đó. Hên đó, nó hâu là để mưa cái chết à. Sống sao mà trời cũng thương nữa. Ờ đúng rồi, ông ơi mình sống cảnh mình bằng mướn đó. Ừ, ông trời ông cũng thương mình. Ờ. Dòng cha mẹ nghèo đó. Cha mẹ nghèo thì nuôi cha mẹ. Rồi cái anh em có gia đình rồi là mạnh ai đó mới đi mạng sống vậy đó. Dạ. Con cứ mà bư vào sống thôi. Ừ. Không có sợ làm ở dưới quê thì chỉ có làm gãy, làm gõ, làm cỏ, làm vườn, làm ruộng thôi. Sao bỏ cái cây khoai môn luôn rồi em nhất? Ta đâu có kêu chích cái cây đó đâu. Không, cái này hả? Ta kêu mình chích sạch trên đất người ta đó. Chứ nó lên hoài cái người ta mướn hoài tội nghiệp. lên hoài người ta mướn hoài tội nghiệp hả? Chích mẹ đi cho nó sạch đất mà cho ta sống nó dễ. Sao chích mẹ chích cây chứ sao chích mẹ? Ốm Nhất nói chuyện vui lắm. Nói chung là ngày xưa Ốm Nhất á cũng ít đi ra ngoài đường. Rồi thành là cái thứ nhất, cái thứ hai là gắn bó với ruộng gãy quen rồi. Thành thử là làm bạn với lại cái những cái cây cỏ, làm bạn với lại cây chét, thành thử là ít giao tiếp không Nhất hả? Ừ, không phải vậy cả. Giao tiếp người ta bởi chén chét vọng gì là thủ sẵn có mà. Dạ. Dạ, chỉ có biết là với lại cỏ cây thôi. Ừ, thì 6 giờ đi vậy là 10 giờ cái về nhà ăn cơm mà cái lay quay cái 1 giờ cái mình đi nữa thì cũng đi gan dữ hoài. Nhưng mà có khi nào mình buồn không? Không buồn gì, mình sao? Mình còn mướn mà buồn gì. Cảm dạ. Mình còn mướn thì sao buồn được. Sống buồn? Không, cũng không có buồn tại vì mình thấy hoàn cảnh của mình vậy rồi buồn làm gì vậy. Cảnh sống kiểu vậy à. Quen rồi. Quen rồi. Thành thử là buồn cũng không giải quyết được gì. Ờ, quyền mình cũng chẳng làm được gì nữa. Mình thấy thôi kệ đi. Mình còn mạnh giỏi được thì ai kêu mình gán cài. Ừ. Dùng cái từ cài nghe ghê quá vậy. Ờ, cũng như mình cài mặn lên kia nè. Ai kêu mình gán cài mà. Ai gọi mình kêu mình gán mặn. Ờ. Chứ mình lớn tuổi nó cái yếu cái mặn cũng không được. Có lo sau này mình lớn tuổi rồi anh Cường ai lo không? Thì cũng nghĩ rằng là cũng như mình sợ mình cũng như sau này cũng như mình lớn tuổi mình già mình quỵ mình mặn không được. Em mình không ai lo nữa. Mà điều cái nhỏ này trà gỗng cũng nuôi. Cho không biết mặn là mặn giỏi là không biết nó mặn là không biết nuôi em đó. Rồi hôm nay là làm ở đây ba người, dưới kia là làm mấy người? Ở dưới không biết, không biết nữa là thường thường tại vì ở đây làm chia ra là chắc ở dưới chắc giỏi chắc 8 người quá. Lát nữa Bùi Hồ chở Nhất đi xuống dưới luôn được không? Được. Ngày hôm nay thì đến đây thay mặt cho chị Hà ở Ba Vì Hà Nội ra tặng cái cuộn gãy này. Thứ nhất là để quay cái cảnh Út Nhất đi làm. Để tìm hiểu thêm cái cuộc sống của những cái người làm nông, làm thuê, làm mướn á. Thứ hai là thay mặt cho chị Thu Hà Ba Vì Hà Nội. Chị thì đang bị bệnh nan y, đang nằm ở bệnh viện. Nhưng mà xem được cái live stream buổi của Bùi Hồ ngày hôm qua thì chị rất là xúc động và chỉ muốn chia sẻ sang sớt những cái yêu thương của chị dành cho tất cả các cô ở đây. Thì chị sẽ tặng hết những cái phần quà này cho những người mà làm chung với Út Nhất. Thì chị nói nhắn với là Út Nhất là thương Út Nhất nhiều, cố gắng lên. Và chị cũng đang nằm ở trong bệnh viện và coi live stream. Chị bệnh của chị nan y ở thời kỳ cuối rồi, cũng khá là nguy hiểm. Và ngày hôm nay đến đây thì tặng cho mỗi một chị một cô và kể cả luôn Út Nhất mỗi người 200. Ừ, đây gửi cảm ơn chị Thu Hà ở Ba Vì Hà Nội. Cảm ơn chị Thu Hà ở Hà Nội rất là nhiều ủng hộ vô dứt 200.000. Út Nhất rất là mừng, rất là mừng, muốn khóc nữa rồi. Thấy chị nằm ở trong bệnh viện. Thấy chị nằm trong bệnh viện không mà chị bà giúp đỡ cho biết cái chừng bà cũng hết bệnh. Mong là cho chị là bớt đi cái phần nào đau đớn của cơ thể. Chị nói hôm qua chị gửi tấm hình mà thấy cũng thương lắm. Không mà chị bà giúp đỡ cho biết là bà lấy cái lọc của biết lên mà chị bà hết bệnh. Lấy cái lọc á, chị chắc chị nghe chị vui lắm. Gan, tại cái lọc của biết như khổ như kia đó. Ông trời ổng cũng độ cho chị mạnh giỏi như kia. Để cho Út Nhất khổ thêm miếng nữa cho chị hết bệnh chịu không? Chịu. Chịu. Chứ khổ thì chị bả bớt đau á. À. Nói thiệt á. Nói thiệt mà
cảnh khổ cũng biết gì đó, chị mới giúp đỡ là chị bà cũng lên mà bà hết ra bệnh đó. Thôi không biết làm cái luống này đi, vườn hồ lại đang nói gửi cho hai chị rồi sau đó mình đi xuống kia ha. Rồi. Cũng gửi cho chị Sáu với chị Bảy đúng không? Chị Sáu với chị Bảy vẫn chưa biết gì. Đây hôm nay em đến đây thay mặt cho chị Hà ở Ba Vì Hà Nội gửi cho chị Sáu 200. Ở chị Bảy. Cảm ơn chị Hà nhiều. Dạ, chị Hà ở Hà Nội. Dạ. Rồi, gửi cho chị Sáu 200. Đây là phần quà của chị Hà ở Hà Nội. Cũng cảm ơn chị Hà. Dạ. Vậy là hơn ngày cỏ rồi. Hơn rồi. Hơn rồi. Này ngày rưỡi cỏ rồi. Này ngày rưỡi rồi. Ba buổi rồi. Ba buổi rồi. Mừng không chị Sáu? Mừng dữ lắm. Mừng dữ lắm ha. Bây giờ chắc có lẽ là đi xuống dưới để cho luôn cho kịp. Kế bên luôn ha. Bụi tre đâu? Nè, bụi tre nè. Út nó đậu tre này và họ đi tuốt ở dưới đó. Mấy sông mát ghê á. Cặp mấy sông là số dách luôn á. Như là mặn ở ngay ở ngoài sông đó hầu. Dạ. Nó mát rồi cũng khỏe. Đây là cái ruộng ớt. Ruộng ớt này. Đã hái mấy đợt đúng nhất. Hả? Chưa có bẻ đợt nào trơn mà ớt này nó bị bệnh. Nó bị rụng lá đó. Nè, chưa có bẻ cử nào trơn mà nó bị rụng lá. Mấy chị ở trong đó Út Nhất biết tên hết không? Ở đó đó hả? Biết. Sáng hú hí với nhau hả? Cũng như chia phối ra mặn với hầu. Còn cho người kiếm được bụi. Dồn lại cái người có 2 tiếng. 2 tiếng rồi 2 tiếng rưỡi mình kia cái mình thấy cũng ấy nữa, hậu trời kia ra mà cũng xa chứ Út Nhất. Nè, ở đây là qua cái đám dưa là tới rồi. Mở hồi nãy nói qua cái bụi tre, bây giờ tới qua cái đám dưa. Nè, bảo qua bụi tre này tới cái này chứ. Chứ đâu qua, qua đám dưa tới đám cà nữa, rồi qua luôn qua luôn cái đám bắp nữa tới đám ớt. Trời ơi. Hả? Để qua đây nè. Chỗ của Út ra. Gần hơn chỗ em bữa đó anh. Đây là cái đám hành. Hành này thì chỉ nhổ ban đêm thôi. Nên là nữ ra là Út Nhất mà đi làm hành thì sẽ làm buổi tối. Hành này là chỉ thu hoạch vào ban đêm thôi đúng không anh? Dạ, nên mướn hành, nhổ hành là phải nhổ buổi tối. Này gần đến thu hoạch chưa? Gần đến rồi. Dạ hả? Có tầng nữa cho thu hoạch. Thấy cũng tốt ha. Hành là nó thích nắng hơn là thích mưa ha anh? Dạ. Vừa hồi cũng biết chút xíu kiến thức về mấy cái cây này. Tại ngày xưa cũng có học sinh học. Nắng tốt dưa, mưa thì tốt lúa. Nhìn cái đám hành, còn bên đây là một cái đám ớt nè. Cái khung cảnh ở miền quê thì nó thanh bình, nó yên bình lắm. Và đây là những cái trái ớt nó rất to. Ở cái xứ Thanh Bình này nổi tiếng về ớt. Cái đám gãy thì nó dễ thương lắm. Mà người làm gãy thì nó lại rất là cực. Những người làm gãy thì cứ tối ngoài đồng suốt. Nếu không thì cỏ nó sẽ mọc lên. Ở Việt Nam thì cái công nghệ, vận dụng cái công nghệ khoa học vào trong cái việc mà làm gãy thì nó chưa cao. Tuy nhiên thì đa số là làm thủ công hết à. Máy móc thì nó cũng chưa nhiều. Các cô, ở sáng nay ở đây mình bẻ mấy người, chào anh. Dạ. Ủa có anh này là chủ hả? Trời ơi. Chủ bán được mùa không mà sao tóc chuyển màu hết vậy? Lo lắng với người mà lỗ lại chuyển màu hết trơn. Nó anh coi rằng nó mặn lỗ, nó cãi lỗ nữa rồi đó. Nó mặn lỗ nấy thấy không? Sáng nay anh muốn mấy người hái ớt thì ở đây giờ 10 người đó, hai người chú. Ủa có chú này là hái mướn nữa đấy hả? Đúng, dạ. Chú đó là anh Sáu, anh rể của Út Nhất. Anh rể hả? Là hai vợ chồng đúng không? Còn người áo xanh đó là cháu rể của Út Nhất. Trời ơi. Còn có bà này, cụ này. Người dân là sao?
dân đi hái ớt mướn. Người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Ừ. Bà năm nay nhiêu rồi? 74 rồi. 74 rồi trời, còn lao động được luôn hả? Ừ. Chứ nghèo phải đi chứ sao vậy? Nhà bà làm gì mà nghèo? Đi mướn ăn. Làm mướn thôi, có mấy người? Có hai chồng. Hai chồng. Ừ. Còn ngôi nhà thì sao? À, nhà thì cái cầu thang nó muốn sụp dưới rồi, sụp dưới chặn dưới rồi. Còn tính kiếm tiền lặng thì làm cầu thang lên, mình đi. Nhà thì nhà tường nhưng mà cầu thang nó sụp ha? Không có, nhà nhà dán ạ. À. Nhà dán. Nhà dán. Ờ ơi, cái nón mà. Cho con coi cái nón lá ơi. Cho con coi coi, triển lãm được không? Được. Ở trên mà dán cái vải trên nè. Trời ơi, cái nón này lâu chưa bà Sáu, bà Bảy gì? Bà Hai, bà Ba gì? Thì chắc cũng chắc cả 2 năm rồi. 2 năm rồi. Nó mua 25 ngàn. Làm nướng, làm mướn xuyên suốt vậy mà không có tiền mua nón mới sao? Người ta cho cái cho tiền cái mình mua. Nhiều? 25 ngàn. Mà 2 năm rồi. 20 năm rồi. Trời ơi, người ta bán người ta có bảo hành không? Sao mình để cho nó giá vậy? Cái nón này bị mình để cho tốt quá rồi, mình để mình đội đi chơi. Rồi cũ mình mới bỏ đi mà. À, à cũng tận dụng dữ ha. Lúc trước là đội đi đi sớm đồ đi đi chơi đồ với bạn đồ là bà đội cái nón này. À, sau khi mà nó qua tuổi sử dụng rồi bà chơi nó đi làm. À, kêu nó đi làm. Kêu nó đi làm. Đi làm cái cách núm cái mình lấy cái giảm mình để lên. À. À. Vậy có gì đâu nha. Có gì đâu ha. Bảy mấy tuổi làm nổi không? Hái lợi ta không trời mà tiếng mấy chục ngàn. À, ai sao mình vậy rồi nó trả nhiều trả nó muốn cho nhiều đáng lý là phải ít tiền hơn không nó không cho ít à không cho ít à. Chứ cho nhiều người rồi lỗ làm sao là người ta đẻ người ta hái nhanh ví dụ con đẻ con hái nhanh nè à, còn à, bà lớn tuổi thì bà hái chậm người ta hái nhanh lẹ gì ra đó nó cũng không có dân hái vậy hả ừ. Không có dân hái không dân hái thôi dắt mai mốt mướn em nhanh chủ bảo cho bà sáu đúng không à. Cho bà Sáu này nghỉ cho em vô không nghỉ được. Sao dành mối bà Sáu chịu không ở đây là một có bà Sáu có chị này nữa hả là hai chị này mắc mưa hôm trước là hai ba 4, 5, 6, 7 đúng không? Ở đây có 7 người. Thiệu 6 công đất đúng không? Chị nè, chị có 6 công đất đúng không chị? Trời. Bà Sáu đây. Bà Sáu ơi. Thấy nhà Út Nhất cắt đẹp không? Đẹp. Đẹp không trời. Trời ơi, đẹp lắm mà. Lâm bừng á. Dễ vậy cốc một câu chưa được ngày đó. Cốc một câu là sao? Cốc nó một câu về chưa được cốc. À, con cốc một câu còn chưa có cái nhà. Chưa nhà. À. Mấy ông giờ cho cái nhà nó mừng hết lớn. Hết lớn. Mừng lắm. Mà con thấy bà Sáu cũng mừng nữa kìa. Mừng cho Út Nhất kìa. Mừng cho giùm Út Nhất. Ừ. Út Nhất thì nuôi một bầy em với mẹ cha đồ cũng mừng dữ ha. Mừng dữ. Con cốc một gâu còn chưa có nữa. Chưa có. Bà Sáu biết nay gà con gà chi không? Con mua cái nón bà Sáu. Cái nón này là cái nón này là số 1 Việt Nam luôn á. Đúng rồi. Sao có bán không bà Sáu? À? Bán không? Không à, không bán à. Đây. Cái nón lúc đó bà Sáu mua nhiêu? 25 ngàn. Bây giờ bán lại 100 ngàn bán không? Là bán cho bán. Ừ 25 ngàn. Bán lại 25 ngàn không, mua nón mới. Bây giờ vậy? Bán lấy gì đổi trời. Ở sáng giờ hái được có bao nhiêu là lỗ tiền ta luôn cô bác của anh chị. Không có lỗ. Nó chơi nghe bà Sáu, con nói vui thôi. Bà Sáu lạnh hay sao mà cái áo mưa mà áo mưa. Quay lại. Quay bà Sáu quay lại cho cô bác anh chị thấy. Thứ nhất á là bà Sáu mặc cái áo mưa này là cái áo mưa tự chế từ những cái bao phân đúng không? Đó, cái áo mưa này là không phải là cái áo mưa mua ngoài chợ đâu. Tiết kiệm tới nỗi mà mua cái áo mưa tự chế. Áo mưa của bà Sáu là cũng triển lãm được chứ mà giỡn đâu. Sao cười. Coi con mượn cái nón lá con đội nữa coi. À, đây là cái nón lá của bà Sáu. Nó bây giờ nó thấm nước hết rồi, nó không có được bao bọc mũ. Ở trên này bà Sáu nó thấy nó lủng ở dưới này nè. Lủng. May lại. Nó lủng rồi nó mới vô nước à. Cho luôn nghe, cho nó luôn nghe. Không cho à. Cho mượn. Không cho mượn nha. Thôi giờ trả này. Thấy gửi cho bà Sáu. Con giỡn với bà Sáu có buồn không? Không buồn đâu. Vui không? Vui. Rồi. Hôm nay con đến đây con thay mặt cho chị Thu Hà ở Ba Vì Hà Nội gửi cho bà Sáu 200. Trời ơi cảm ơn dữ vậy hả? Rồi nhận cảm ơn nha. À. Này hái được mấy ngày? Mà bà Sáu đậu cái nón mỡ nghe với cái áo
ai được hai ngày. Hai ngày, bữa nay mua thịt ăn. Thôi trời ơi, rau giống thịt. Chứ ăn gì? Ăn hai trứng vịt được rồi. Hai trứng vịt đó là ăn lâu lắm á. Ừ. Ai trứng vịt bỏ vỏ mày kìa. Dạ ha. Thôi bà Sáu giữ gìn sức khỏe ha. Con nó vui, bà Sáu đừng có buồn ha. Nó vui là cô bác có chị dẫn cho bà Sáu có tiếng cười. Nghe bà Sáu. Có giận mùi hồ không? Hả? Có giận mùi hồ không? Không. Bước ngang ớt anh chủ này anh chửi. Mày là anh Sáu đúng không? Dạ. Dạ thôi tặng thì gửi cho thay mặt cho chị Thu Hà ở Hà Nội á. Gửi cho hai Trân. Mày nhổ răng hả? Nhổ cái nhổ mẹ rồi. Đây là cái phần quà mà chị Thu Hà gửi 2 triệu đồng của bác quý chị. Thì nãy giờ cũng tặng được 5 cô chú rồi. Yeah. Thôi chị em gửi cho chị 200.000. Đây là chị Thu Hà ở Hà Nội. Đang nghe nói hái có nửa buổi rồi đúng không? Hái thì ra rồi nè. Giờ là chuẩn bị là xong rồi đúng không? Đúng rồi. Giờ nghe với chồng bữa nay em chủ đây hái rồi là được con để kia. Con khỏi ngoại thiệt cha. Vậy hả? Dạ. Được cái nhà con cóc mà dạ. Câu chưa có bằng được vậy đó nha. Mày phải văng những cái dây á. Thôi chào chị. Cho em thay mặt chị Thu Hà gửi cho chị 200. 200.000. Giàu quá không nhận hả? Thôi vậy mình không nhận nha. Nếu nhận cảm ơn nhiều. Dạ, nếu như mà có dư giả có thể mua gạo tặng cho người nào đó cũng được. Dạ, cái này chắc có đó. Đâu có nên em về em đóng tiền điện cho ông anh em xài chung điện với em. Về đóng tiền cho đó. Em không có lấy tiền này em xài đâu. Họ chị á, chị cho em gỡ thay mặt cho chị Thu Hà gỡ chị 200. Đứng mình nhận đây. Em gái này là em của chị con của chị Sáu. Sẵn gỡ luôn đi chồng cổ đó. Anh ơi. Cho gỡ cho anh luôn. Cho gỡ. Qua luôn ha. Chủ ông chửi á. Xin phép ông chủ nghe ông chủ. Cho em gỡ ha. Con Hà ở Hà Nội. Cảm ơn chị, cảm ơn anh nha. Dạ. Còn ai nữa không? Còn hai mấy người thôi. Cháu mấy người đó là người ta ngại lên ông kính ta cũng ngại nhận đúng không? Như vậy. Thôi ở đây thì còn 200.000 lại á thì chắc gửi cho bà cụ lớn tuổi này đi. À đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi bà. Gửi cho cô giữ vậy trời. Vì cảm ơn dữ lắm à nha. Cụ ơi, bây giờ gửi thêm 200 nữa cụ tặng nón lá được không? Không à. Đâu không có tặng nón lá nha. Không chịu hả? Đâu cắt tiền ở đâu rồi? Cắt đây nè. Có sân tia nữa nè thấy không? Áo người ta cho nữa nè, con kia của người ta cho nha. Cái chỗ quán nước cho. Còn cái áo này. Áo này. Ôi trời ơi, áo này mà dán lại luôn hả? À. Ôi trời ơi, khủng khiếp không? Cái này nó dán cái mình dán lại cho dính. Ông Sáu năm nay bao nhiêu rồi? Ông 74 rồi nha. Còn bà Sáu? Bà Sáu 74 hả? Là đồng tuổi luôn. Tuổi gì bà Sáu? Tướng cộp. Ông Sáu bà Sáu có mấy người con? Có hai người con đó. À. Cái thằng nó ăn chơi quá trời. Nó mặn đi giờ nó ăn chơi quá không đủ sống. Bên đó thành nữ là bây giờ cái áo này còn phải làm mấy đúng không? Hả? Áo này chế từ cái bông phân. Bông phân. Này là giặt lại rồi gặp xé ra. Xé ra. Trời ơi. Không được ba áo dễ thay lắm. Không dễ thay lắm. Ở trong túi còn được nhiêu tiền sáng nay đi làm ăn gì cho con coi đó. Sáng này bằng tưởng gà được 300 nè. 300 ngàn này là mới cho này đúng mới không? Mới cho. Coi thử. Con gà được 300 đó. Coi thử rồi bà Sáu coi làm không gà dành được bao nhiêu rồi. Dành là ăn nhín nhín á. Ngủ bà Sáu này chậu. Trời ơi. Chậu. 200 200. 300. 300. 310. 321. Cái này nữa là 521. Chữ trời. Trời ơi, lấy danh. Có nhiêu đó, nhà có nhiêu đó dạ, đem theo cho. Bữa bẻ lỡ cũng mất chân. Rồi nè chị Thu Hà gửi thêm con thay mặt cho chị gửi luôn cho bà 200. Cảm ơn bà Thu Hà nha, cái ông ấy với chú ha. Chị Thu Hà là chị đang bệnh nằm ở trong bệnh viện. Bệnh nặng nằm ở trong bệnh viện mà thấy thương út nhất thương mấy bà cụ như bà nên thành nữ là chị gửi phần quà chị ở Hà Nội á. Giờ bả đau giờ bả mất tiếp nữa. Đúng rồi. Cảm ơn bả nha. Cảm ơn bả ha. Có nói gì với bả không? Nói gì với nhỏ hơn bà Sáu.
nhỏ hơn. Nhỏ hơn bà Sáu nhiều, chị nó cũng còn khỏe. Khỏe mà. Ừ, bà Sáu muốn đại diện cho cô chú chị nói lời nào. Đây này nè, thiền dứt nó nói đệ lụm của bà xài chơi mà có lụm đâu. Ừ. Mình đâu biết hàng đó, mình đi hàng nào mình nó lụm. Rồi bà Sáu gửi lời nào đến chị Hà ở Hà Nội hay cũng nhiều. Dám hết nha. Biết là gặp bà. Báo ngoài Hà Nội bà Sáu đi xe đạp ngoài được không? Không đâu, đi bay đi không được, đi bay còn hỏi chứ lên xuống. Đi máy bay. Hồi đó giờ đi máy bay chưa? Có đi mà dây lên núi đó. Cáp treo. Trời đó đâu phải là máy bay chứ máy bay nó bành dài. Là không đi đâu đâu. Ai đâu coi được đấy. Bà cậu bà nói đi dây lên núi. Cái đó là bà Sáu đi cáp treo, người ta đu dây lên núi. Còn máy bay là chiếc bự bành dài nè. Chứ máy bay nó bự lắm trời. Nó bay khỏi trên mây luôn. Trời ơi, đi chiếc cáp treo thấy ghê lắm mẹ ơi. Đi máy bay còn ghê nữa. Máy bay ghê nữa ha. Gặp một chiếc bà Sáu thậm chí là chỉ gặp cái cáp treo mà nói là cái máy bay ở thành thử cũng thương nông dân ở đây là vậy á. Thôi thì một lần nữa thì Bùi Hồ cũng đã thay mặt cho chị Thu Hà ở Ba Vì Hà Nội á, thì cũng đã gửi hết cái tổng cái phần quà là 2 triệu đồng gửi cho các chị, các cô rồi các anh ở đây để các chú nữa để hỗ trợ cho một cái phần quà để coi như là một ngày hơn một ngày lao động luôn, ngày gần như là ngày gửi á, ngày gửi lao động. Ngày gửi lao động công thì một lần nữa thì chân thành tất cả cô bác của anh chị mạnh thường quân đã xem video clip đến thời điểm này ha, chân thành cảm ơn cô bác của anh chị rất là nhiều. Lâu lâu quay ra cái cảnh miền Tây mà đi làm gãy thấy nó cũng vui nè. Con gỡ bà Sáu nè. Con trai xanh rồi ăn không? Thôi. Ăn làm 7 giờ trái đi. Chủ ớt không cho mà bà Sáu cho ăn không trời. Chủ ớt không được đưa con. Đâu có thành như vậy. Trời ơi cho ăn. Thôi rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Bye bye. Dỡ tay đi.